quý thầy cô, dưới đây là bản giáo án đầy đủ cả năm, môn toán lớp 3, bộ sách Cánh Diều. Bản giáo án này do các thầy cô, các giáo viên biên soạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án của bài đầu tiên, chương 1, bảng nhân, bảng chia. Bài 1, ôn tập các số trong phạm vi 1.000, một tiết. Nội dung bài học của chúng ta sẽ có những phần như sau. Chúng ta cùng xem thêm bản giáo án của bài số 10, 19. Bài 19, bảng chia 6, 2 tiết. Chúng ta cùng xem thêm một số bản giáo án trong chương trình Toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều kỳ 2. Chương 3, các số trong phạm vi 100.000, các số trong phạm vi 10.000. Chúng ta cùng xem thêm giáo án của bài làm tròn đến số hàng nghìn, hàng chục nghìn. Thầy cô lưu ý rằng giáo án khi tải về là giáo án bản Word. Thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình học của địa phương mình. Và để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh Diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.